Ok anh em nha, thì do hôm nay LTN ngủ quên ý, nên là LTN sẽ quyết định là ra một cái tập cực kỳ là đặc biệt của Đại ca Học Đường nha. Thế anh em nhớ phải xem đến cuối clip và bấm cho LTN một nút like nha. Thì mình cho anh em 3 giây để bấm like này. 3, 2, 1, anh em bấm like hết chưa? Bấm like hết rồi thì cảm ơn tất cả anh em nha. Thì trước khi vào cái video ngày hôm nay thì mình cũng có một cái thử thách này dành cho anh em nha. Thì thách anh em giúp cái video này của LTN được 200k view và 20k like trong vòng 24 giờ. Nếu mà anh em làm được ấy thì mai LTN sẽ ra Đại ca Học Đường tập 5, hứa với anh em luôn nha. Nên là anh em nhớ phải xem đến cuối clip, đừng có tua một giây nào nha. Ok, yo. Ok anh em nha, thì bây giờ LTN sẽ review từ tập 1 đến tập 4 Đại ca Học Đường cho những anh em nào chưa xem nha. Thì anh em nhớ phải xem đến cuối clip, đừng có tua nha. Ở tập 1 bộ phim Đại ca Học Đường, khi diễn viên chính NTN đang học bài rất là chăm chỉ thì đột nhiên cái thằng bỏ mẹ nào nó chạy vào nó gọi: "Anh NTN ơi, anh NTN ơi." Làm NTN giật hết cả mình. Sau khi nhìn đi nhìn lại một lúc thì mới biết đây là Tú Dubai, đàn em thân cận của LTN. Sau khi ua ua một hồi thì nó mới nói ra là thằng đàn em Quang đang bị chùm trường bắt nạt. LTN thấy vậy bèn giả vờ xin cô giáo đi vệ sinh rồi chạy ra ngoài. Vừa chạy ra đến ngoài thì LTN mới thấy là chùm trường đang xem mic cùng với đàn em của nó rất là đông. Cảm thấy mình không ăn lại nên là LTN đã rất là rén. Sau một hồi đứng nhìn chùm trường đang xem mic múa hành động khá là nâu thì LTN với Tú Dubai quyết định là về ăn cơm, rồi chiều gọi thêm đàn em ra để tính sổ. Sau khi đã quá đông đủ đàn em, nhưng mà LTN cũng khá là rén, bởi vì đang trong giờ học, nếu mà đánh nhau thì sẽ bị đuổi học. Nhưng mà thằng ngu Tú Dubai nó rất là máu đánh nhau, nên là nó đã xui dại LTN cùng đàn em ra để chiến đấu luôn. LTN nghe thấy vậy thì cũng bèn tin Tú Dubai và cùng anh em nên chiến đấu luôn. Thì đang đánh nhau rất là máu lửa và sắp cứu được đàn em Quang thì đột nhiên là chú bảo vệ ở đâu thò ra. Và cái kết cuối cùng là anh em nào mà tham gia cái vụ đánh nhau này thì sẽ nhận được một cái vé uống nước chè cùng với hiệu trưởng và được đình chỉ học hẳn một tuần. Sau khi bị đình chỉ học thì LTN đã cay quá và cùng đàn em ra chặn đường đang gieo mic để tính sổ. Sau khi chờ đợi một hồi khá là lâu, tưởng chừng như thằng đang gieo mic nó sợ quá nên là nó ngủ luôn ở trường. Nhưng mà đột nhiên thì nó đã cùng đàn em của nó lái xe tới. Theo như kế hoạch được định sẵn thì tất cả đàn em của LTN đã chúi sau xe và chỉ còn một mình NTN lên nói chuyện. Chùm trường đang gieo mic thấy vậy, tưởng như là dễ ăn nên đã quyết định là ra bắt nạt luôn đàn em của LTN để trêu tức NTN. LTN thấy vậy nhưng mà anh ta vẫn rất bình tĩnh và quyết định là ra hai điều kiện. Một là nói chuyện bình thường và thả đàn em Quang ra. Hai là thích thì khô máu luôn. Đang gieo mic tưởng dễ ăn nên là đã quyết định là khô máu. Và cuối cùng thì LTN cũng đã cứu được đàn em Quang. Thì sau khi cứu được đàn em Quang ý, thì LTN rất là vui vẻ và chơi cực kỳ lớn luôn. LTN đã ra hỏi tất cả các đàn em là muốn đi chơi ở đâu thì LTN cho đi chơi ở đấy. Thì đàn em là chốt luôn một câu là đi bar. Đấy thì LTN đã quyết định là rủ đàn em sang một quán bar cực kỳ là sang trọng ở bên Dubai. Thì đang nhảy nhót rất là vui vẻ thì đột nhiên là thằng Tú Dubai ở đâu nó lại chạy vào nó làm phiền. Thì sau khi nghe Tú Dubai nói là ở dưới đấy có hai thằng bỏ mẹ là muốn gặp LTN thì LTN đã quyết định là rủ đàn em xuống để xử đẹp nó. Nhưng mà Tú Dubai ngăn lại. Thì Tú Dubai bảo hai thằng đấy nó rất là dán, nó không muốn đánh nhau đâu, nên là anh cứ đi xuống một mình đi. Thì LTN nghe thấy vậy định xuống một mình cân đôi. Nhưng mà vừa xuống đến nơi thì mới phát hiện đây là thằng đang gieo mic và anh của nó. Thì sau khi lời qua tiếng lại một hồi thì bỗng nhiên thằng áo đỏ hình như là buồn đi nặng ngay nào ấy, nên là anh ta đã quyết định là bỏ mặc luôn thằng em đang gieo mic và quyết định là chạy về để đi nặng. LTN thấy vậy định nhảy vào húp luôn thằng đang gieo mic, nhưng mà nó lại hẹn 5 giờ chiều, nó bảo là một mình nó chấp tất. LTN thấy nó rất là mõm nên là đã quyết định là lên tập hợp anh em lại để 5 giờ chiều ra xử lý nó. Đúng 17 giờ chiều thì LTN đã cùng đàn em ra xử lý thằng băng gieo mic. Nhưng mà lạ thay thằng này nó lại dám đi một mình thật, nó lại còn buông lời thách thức. LTN nghe thấy vậy cùng đàn em đã đuổi theo nó để chuẩn bị xử đẹp nó. Nhưng mà bất ngờ thằng này nó rất là khôn, nó đã gọi hiệu trưởng ra đứng ở đấy sẵn rồi. Sau khi đuổi đến nơi thì thằng đang gieo mic nó rất là khôn và nó đã trốn ngay sau lưng hiệu trưởng. Sau khi LTN cũng hết lời giải thích nhưng mà hiệu trưởng cũng không tin. Và cuối cùng LTN đã bị đuổi học vĩnh viễn. Cuối cùng thì niềm vui của đăng giam mic cũng là nỗi buồn của LTN, nên là LTN đã quyết định là rủ cái thằng đàn em Tú Dubai đi nhậu. Thì đang trên đường đi nhậu thì tự nhiên mấy thằng áo đen ở đâu nó chạy ra, tưởng nó chạy ra nó chụp ảnh với con Nambo, nhưng mà nó đã bắn nổ luôn con Nambo của LTN. Thì nhìn kỹ lại mới biết đây là chùm trường đăng giam mic cùng mấy cái thằng đàn em của nó. Thì sau một hồi nói chuyện ấy thì LTN đã hún thành công chúng nó nói ra sự thật. Và cuối cùng thì chúng nó cũng đã nói ra sự thật tất cả hôm qua chỉ là một màn kịch và hiệu trưởng đã bị chúng nó lừa. Thì đang nói chuyện thì bỗng nhiên hiệu trưởng đi ngang qua và nghe thấy tất cả. Thì cuối cùng người bị đuổi học không phải là NTN mà ngược lại là đăng gieo mic cùng đàn em của nó. Sau cái vụ việc ấy thì LTN đã được hiệu trưởng tuyên dương trước toàn trường. Và cuối cùng thì LTN cũng đã được ra trường sau 3 năm học hành miệt mài và cố gắng. Thì sau khi NTN vừa ra trường thì tất cả các đàn em đã đứng nghênh đón và chào mừng rất là nhiệt tình. LTN thấy vậy nên là đã quyết định là tặng anh em một căn villa hơn 10 tỷ ở Dubai để cho anh em làm việc cho nó hiệu quả.
Mà không những chỉ tặng quà, LTL còn chịu chơi và quyết định là bỏ ra hàng tỷ bạc để đưa anh em đi ăn cua Hoàng đế và tôm Aneka ở một cửa hàng sang trọng bên Dubai. Thì trong khi tất cả anh em đang ăn cua Hoàng đế và tôm Aneka thì đột nhiên Tú Dubai có người gọi và Tú Dubai đã ra ngoài. Ngày hôm sau thì Tú Dubai đã hẹn gặp NTL. Tưởng như là Tú Dubai hẹn gặp LTL để cho LTL một trận, nhưng mà không. Tú Dubai đã quyết định là xin về quê một thời gian để chăm sóc cha mẹ. LTL thấy Tú Dubai là một người con rất là hiếu thảo nên đã quyết định là cho Tú Dubai hơn 100 triệu để lấy tiền đi xe về quê. Tú Dubai thấy vậy bèn cầm luôn 100 triệu và ba chân bốn cẳng chạy luôn về quê. Thì sau một năm phát triển thì công ty của LTL đã rất là lớn mạnh. Thì bỗng nhiên một ngày đẹp trời thì tất cả những cái thằng đàn em của LTL bấy lâu nay lại ra cửa nhà LTL nó gọi ầm lên. Tưởng như là chúng nó đến nhà LTL gọi LTL đi nhậu. Nhưng mà không, nó đã nói một câu khiến NTL rất là đau lòng. Nó bảo: "Ông cháu ơi, công ty mình bị phá sản rồi." NTL nghe thấy vậy rất là buồn và suýt nữa là bật khóc. Nhưng mà nó còn nói thêm là tất cả đều là do kế hoạch của thằng Đăng Gia Mích. NTL nghe thấy vậy và đã bật khóc luôn. Tưởng như là mọi chuyện sẽ đến đây là kết thúc. Nhưng mà không, tất cả đàn em của NTL cũng đã rời bỏ NTL và lên xe đi tìm một bến đỗ mới. Và cuối cùng thì NTL cũng không còn gì để mất nữa và phải ở trong một túp lều tranh. Thì tưởng như là mọi chuyện đã kết thúc từ đây rồi. Nhưng mà bỗng một ngày đẹp trời thì thằng Tú Dubai cùng chùm trường Đăng Gia Mích nó lại đến tận nhà nó gõ cửa. Tưởng rằng như là thằng Tú Dubai nó đã theo thằng chùm trường Đăng Gia Mích và phản bội NTL. Nhưng mà không, đến giây phút cuối cùng thì Tú Dubai nó đã đổi tên thành Tú Quay Xe. Và nó đã quay xe 180 độ chuyển sang ngắm thằng Đăng Gia Mích. Đăng Gia Mích thấy tình hình không ổn, 1m6 thì chỉ có cụ đi giờ ngọ chân lạnh toát thôi. Nên đã quyết định là quay xe xin về ăn cơm. Nhưng mà LTL đã không cho và sai đàn em bắn gục Đăng Gia Mích tại chỗ. Và LTL bỏ đi rất là ngầu luôn. Thì sau khi xử lý xong chùm trường Đăng Gia Mích thì LTL với Tú Dubai mới quyết định là thành lập lại công ty. Nhưng mà thằng Tú Dubai nó rất là tâm lý luôn. Nó thấy đại ca của nó lâu ngày chưa có người yêu nên là nó đã quyết định là đi kiếm cho LTL một cô người yêu cực kỳ là xinh đẹp luôn. Thì sau khi có người yêu ấy thì LTL đã lên như diều gặp gió luôn. Và chỉ sau một năm ấy thì công ty đã trở lại lớn mạnh như cũ. Năm đó nhờ sự phát triển cực kỳ mạnh của công ty nên là LTL đã có một cái hợp đồng cực kỳ là to lớn bên Canada. Nhưng mà cái hợp đồng năm đó thì thằng Đăng Gia Mích nó lại nghe thấy và nó đã lấy ra một kế hoạch. Thì LTL lúc đó thì cũng rất là ngu, đã quyết định là bỏ người yêu ở nhà và quyết định là sang bên Canada để ký hợp đồng hơn 1.000 tỷ đô. Thì hợp đồng đã được ký xong và LTL đã quyết định là lái Lambo trở về nhà. Định trở về nhà để khoe với người yêu, nhưng mà người yêu của LTL đã bị thằng Đăng Gia Mích nó bế đi rồi. Và thằng Đăng Gia Mích nó đã gọi điện cho LTL và ra một điều kiện: nếu trong ngày hôm nay LTL không mang cái hợp đồng 1.000 tỷ đấy sang đây thì người yêu LTL sẽ bị xử lý. LTL nghe thấy vậy bèn phóng quân Lambo sang luôn. Và cuối cùng thì đến đây cũng là kết thúc rồi nha. Hẹn anh em Đại ca học đường tập 5 ngày mai nha.